Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chúc bạn ngày mới vui vẻ nha Ngày hôm nay thì trên tay mình các bạn thì thấy là có một cái túi đen như này Đó thì mình mới mua một chiếc ví da nam ở trên tao bao nha các bạn nhé Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở hộp sản phẩm này ra để xem sản phẩm ví đựng tiền ở trên tao bao Nó khác gì so với ví đựng tiền ở Việt Nam mình nhé Và sản phẩm này mình mua cho bố mình Đó Xem chất lượng như nào Ok chúng ta bắt đầu nhé Ok các bạn nhé Thì đây sản phẩm này mình mua ở trên Taobao các bạn ạ Thì về đến Việt Nam mình giá nó rơi vào khoảng tầm 200 nghìn nhé các bạn nhé Đó thì đây bên ngoài đây là thông tin mua hàng của mình này Đó thì tôi mua hàng ngoài này thì mình cũng nhờ bên hỗ trợ mình mua hàng Thì cái này thì mình cũng chẳng có gì để mà nói quá nhiều cả Ok bên ngoài nó bọc một nốt túi ni lông nhá Vì cái đợt này ấy, thì là theo mình biết ấy thì là biên giới hay là ở đâu đấy ấy là họ người ta về khá là khó kiểu như là mua quà tết thiếu nhi cho trẻ con nhưng mà đến trung thu mới nhận hàng ấy à, ở trên mấy trang nó hay nói như vậy thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng mở hộp cái sản phẩm này ra xem bên trong chất lượng nó làm sao xem là hàng trung quốc này xem nó có tệ hơn so với hàng việt nam không mà rất nhiều người chơi hàng trung quốc đúng không ạ cái này mình mua tặng bố mình mà thì ví bố mình thì nó nó rách rồi tuy nhiên thì ở Việt Nam bán tầm hai trăm rưỡi ba trăm một cái ví cơ đó nhưng mà nó rất là xấu đây bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy là nó bằng một hộp giấy nhá mình mở ra này ok bên trong nó bọc một cái lớp vải vải bên trong hộp không còn gì luôn sản phẩm này khá là nhẹ các bạn ạ bên trong này bọc bằng một cái lớp vải nhá các bạn nhá túi vải mình xem thử bên trong sẽ như thế nào Ok hết rồi nha các bạn nhé Mình để túi ra bên này à, Cảm quan ban đầu ấy thì các bạn thì nhìn thấy là chiếc ví này có dạng dọc nha các bạn nhé à, Sản phẩm này mình mua có tên là QCA006 Chất liệu da là da PU các bạn ạ Da PU Các bạn nhìn trông giống kiểu da bò đúng không ở đây có tên của thương hiệu này quan chia ai này nó được in chìm nhé các bạn nhé các bạn thì nhìn thấy nó được nó in chìm này đó và thiết kế của nó các bạn thì đấy là nó khâu chỉ khá đều đặn ở xung quanh và kiểu lộ chỉ các bạn ạ kiểu lộ chỉ nhá bên trong này nó có cái tên Trung Quốc đây nó cũng có cái ký hiệu để chúng ta có thể bỏ sim thẻ vào đây này đó tức là chúng ta cất sim thẻ này bên này cất một cái gì đó đó thì kích thước của chiếc ví này là 12 x 9,5 nhân 1,5 cm nhé các bạn nhé đó đây là ok mặt đây là mặt trước này đây là mặt sau này đó, các bạn thì nhìn thấy là các đường chỉ nhìn đi rất là đẹp đúng không ok đó thì bây giờ mình các bạn mở ra xem bên trong nó sẽ có những cái gì nhá ok đây chúng ta sẽ có một cái ngăn đầu tiên ngăn ngoài ngoài bên này chúng ta sẽ có những cái ngăn mà chúng để giúp chúng ta đựng thẻ hoặc đựng một số cái giấy tờ nhỏ nhỏ một này hai này ba này ba ngăn này bên này có ngăn đựng sim này một cái ngăn nhỏ nhỏ chúng ta có thể đựng bất kỳ cái gì đó nữa bên này có ngăn đựng thẻ nữa nha các bạn nhé một này hai này ba này đây có ngăn bí mật trong này nữa là bốn này đó tiếp theo bên trên này nó sẽ có ngăn trên này nữa luôn nó khá là nhiều ngăn các bạn ạ đó bên trong này chúng ta có thể ngăn đựng ảnh ảnh ở trong này hoặc là chứng minh thư đó bên này cũng có ngăn ở đây nữa này đó ngăn này chúng ta có thể được ảnh của chứng minh thư này ngăn này đây đó vậy chia là một này hai ba ngăn bên này thì một hai ba bốn ngăn ngăn trên nữa đó ok chúng ta sẽ xem bên trong nhé các bạn thì nhìn thấy là nó sẽ có ngăn thêm ngăn dài bên trong để chúng ta đựng tiền nữa nó sẽ có tầng tầng lớp lớp lên như này đó nhìn khá là đẹp mắt đúng không có thể ngăn này chúng ta sẽ có thể đựng tiền lẻ này bên trong có một cái túi chống ẩm chống mốc này các bạn đó trong này chúng ta có thể đựng tiền lẻ này thì các bạn thì cái ngăn này chúng ta sẽ không bỏ tiền xu nhá vì nó có lỗ thủng ở đây này đó ví Việt Nam mình thấy nó cũng thế ok bên trong này đấy lại có thêm một cái túi chống ẩm nữa đấy, bên trong này nó cũng nó cũng sẽ có thêm ngăn nữa và đây bên trong này cũng vẫn có lỗ và nó sẽ không ngăn khóa tất cả chỉ có hai ngăn thôi nha các bạn nhé vậy là sản phẩm này của chúng ta là sẽ không để đựng tiền xu được tiền xu các bạn chú ý là chúng ta không bỏ vào đây à, tiền xu bỏ vào đây à, chất liệu bên trong này là nó sẽ bằng một lớp vải polyester nha các bạn nhé một vải polyester thì bên ngoài bình thường mắt nhìn mình nhìn đấy thì sờ cảm quan nó khá là dày dặn này đó tuy nhiên thì các bạn nhìn qua camera thì nó có thể là không được rõ nét cho lắm nào mình cho xem đó ok thì bình thường ví ở Việt Nam ấy thì ví giá cao cao một chút ấy, thì nó sẽ có ba ngăn ngăn ngoài ngăn trong và mình ngăn trong nữa có khóa nhưng sản phẩm này không có khóa đó và mình cấp vào như này và bỏ sau ok và mình có xem qua rồi thì sản phẩm này thì là được khá là nhiều tiền đấy khá là nhiều tiền và giấy tờ đấy các bạn chỉ thấy ngay bên ngoài đi thôi, được, được rất là nhiều giấy tờ rồi, sim thẻ thẻ ngân hàng thẻ thang máy các kiểu đúng không? OK, rồi thì mình cũng không có gì có nói quá chi tiết về sản phẩm đấy nữa. Các bạn học cần thì có thể là liên hệ mình mình nhờ đơn vị order có thể order cho các bạn chiếc ví như thế này. ví ví như thế này thì nó sẽ có hai phiên bản màu các bạn nhé, là màu đen và màu nâu như thế này và nó sẽ có thêm cho những cái loại ví mà nó có nút bấm nữa. Tuy nhiên đấy thì mình nghĩ là cũng chả cần thiết phải nút bấm đâu Vì là ví nó đi liền người rồi Có rơi rơi cả ví chứ nó cũng chả nhảy từ trong ngăn nhảy ra ngoài Đúng không ạ? Ok các bạn nhé Rồi nếu bạn nào thích mình mua những cái sản phẩm ở trên Taobao hoặc là ở bên Trung Quốc Các bạn có thể comment bên dưới để ủng hộ mình Bình luận ý kiến cá nhân của các bạn để mình có thêm động lực để mua sản phẩm Ngoài ở trên Shopee, Lazada thì mình có thể mua trên Taobao Bao đúng không? Sản phẩm của Trung Quốc Ok và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Nhớ đăng ký kênh youtube để ủng hộ mình nha Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Xin chào